Theo chỉ thị khẩn về tăng cường một số biện pháp thực hiện chỉ thị số 16, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực quyết tâm thực hiện các biện pháp nhưng tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường một số biện pháp quyết tâm thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu tăng cường chỉ thị 16 nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao. Sẽ thực hiện triệt để phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch. Trong các khu phong tỏa, thực hiện triệt để người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Chỉ thị của Thành ủy cũng yêu cầu thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện chỉ thị 16. Cụ thể là tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thực sự cấp bách, ngân hàng, chứng khoán bảo đảm hoạt động mức độ duy trì công suất để cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết. Riêng đối với các chi nhánh hoặc phòng giao dịch, có thể hoạt động luân phiên, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp theo ca kíp, thực hiện nghiêm giãn cách. Siết chặt hoạt động của doanh nghiệp, chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực, thực phẩm và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn. Đối với hoạt động chợ truyền thống chỉ được phép hoạt động theo mô hình mới, có quy định nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ.